Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự xáo trộn mạnh về thời tiết tại miền Bắc trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, những người sức đề kháng yếu hoặc mắc các bệnh về xương khớp. Dự báo thời tiết miền Bắc tiếp tục có những xáo trộn sau những ngày nắng nóng khi khối khí mát di chuyển xuống tương tác với vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ gây mưa dông rải rác, có điểm mưa vừa đến mưa to. Sự tranh chấp giữa hai khối khí nóng lạnh sẽ gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan như là gió giật mạnh, đặc biệt là lốc xoáy và mưa đá ở khu vực vùng núi gây nguy hiểm. Do ảnh hưởng của không khí mát nên nhiệt độ toàn vùng giảm nhanh, cao nhất ngày 25 dao động từ 27 đến 30 độ ở phía đông và từ 29 cho tới 32 độ ở phía tây. Đến ngày 26, mức nhiệt còn từ 25 cho tới 29 độ, còn về đêm và sáng có nơi se se lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Xuống đến Trung Bộ sang đến ngày 25, khi vùng thấp nóng suy yếu đi, nhiệt độ có xu hướng giảm thêm, cao nhất trưa chiều trên toàn miền từ 32 đến 35 độ. Đồng thời các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có điểm xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Sang ngày 26, nhiệt độ giảm thêm, nắng nóng chấm dứt khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 29 độ ở phía Bắc và từ 29 đến 32 độ ở phía Nam đèo Hải Vân. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong những ngày mùa khô nên trạng thái chủ đạo tại đây ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam Bộ từ 33 đến 36 độ, miền Tây và khu vực Tây Nguyên từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi mưa to. Trên biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, ngày 25 sang ngày 26, tại Bắc Biển Đông, gió chuyển dần sang hướng Đông đến Đông Bắc, thời tiết chuyển nhiều mây và có xu hướng tăng mưa. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông và khu vực biển huyện đảo Trường Sa thịnh hành gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, thời tiết trên các vùng biển này phổ biến ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng.